Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao cụ điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội, nộp lại 18,8 tỷ lừa chạy án? Theo dự kiến ban đầu, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. Nhưng ngày 13 tháng 12, truyền thông nhà nước đưa tin Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra thông báo giờ ngày xét kháng cáo của 21 người trong vụ án chuyến bay giải cứu từ ngày 20 tháng 12 sang ngày 25 tháng 12 vì các lý do khách quan. Phiên xét xử phúc thẩm 21 bị án dự kiến kéo dài trong 4 ngày, khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa. Trong đó có hai bị cáo kháng cáo kêu oan là Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, nguyên điều tra viên chính giai đoạn đầu của vụ án chuyến bay giải cứu thuộc Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã bị án sơ thẩm phạt tù chung thân. Và Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Hòa, bị án sơ thẩm 18 năm tù. Và đây là hình cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội, nộp lại 18,8 tỷ lừa chạy án. Ngoài ra, còn có 19 người còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 33 người không kháng cáo. Các cựu quan chức này đều bị kết tội nhận hối lộ. Được biết, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như trong suốt quá trình điều tra, theo hội đồng xét xử, Hoàng Văn Hưng luôn khai không phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như cáo buộc. Tại tòa, Hoàng Văn Hưng với kinh nghiệm trong nghiệp vụ điều tra đã nhiều lần đề nghị cũng như thách thức đối với cơ quan tố tụng đưa ra chứng cứ chứng minh. Việc bị cáo nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an Hà Nội, để chạy án cho hai vợ chồng tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Bầu Trời Xanh. Vì lẽ đó, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã bị hội đồng xét xử cáo buộc ngoan cố, không thành khẩn khai báo nên đã bị tuyên phạt mức án chung thân. Vượt mức nghị án trước đó của Viện Kiểm khi nhận định bị cáo Hưng không thành khẩn khai báo, không chịu trả lại số tiền hưởng lợi bất chính và đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù. Xin nhắc lại, vào chiều ngày 21 tháng 7 năm 2023, trong phần lời nói sau cùng trước khi tòa chuyển sang phần nghị án, bị cáo Hoàng Văn Hưng vẫn khẳng định mình vô tội và còn nói rằng: "Tin tưởng hội đồng xét xử sẽ có phân tích thấu đáo, khách quan để đưa ra phán quyết chính xác nhất." đúng quy định pháp luật nhất cho bị cáo. Liên quan đến việc chối tội, được biết tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng nhiều lần khẳng định bản thân bị cáo chỉ nhận chiếc cặp đựng 4 chai rượu chứ hoàn toàn không có tiền nông gì trong đó. Đồng thời đề nghị viện kiểm sát đưa chứng cứ trong cặp có 450.000 đô la như kết luận của hội đồng xét xử. Chưa hết, bị cáo Hưng còn đề nghị khởi tố bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an Hà Nội tội vu khống. Bị cáo Hưng cho rằng viện kiểm soát phê chuẩn quyết định khởi tố đối với ông ta khi không có chứng cứ và bản thân ông không có bất cứ lời khai nào. Và đây là hình Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Trong khi đó, viện kiểm sát kiên quyết cho rằng cơ quan công tố đã đủ căn cứ xác định bị cáo Hưng phạm tội, nhưng không thành khẩn khai báo, không chịu trả lại số tiền hưởng lợi bất chính và đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù. Một số chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp ở Việt Nam nhận định rằng, ở Việt Nam hiện có rất nhiều người bị kết tội, phải chịu tù đầy dù chứng cứ phạm tội không có hoặc rất yếu, không đủ sức thuyết phục. Đó là lý do sau khi phiên xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu, công luận và giới luật gia đã đặt câu hỏi rằng kịch bản nào khi hội đồng xét xử không có đầy đủ chứng cứ để kết tội cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng? Bất ngờ, theo báo tuổi trẻ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đưa tin, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội nộp lại 18,8 tỷ lừa chạy án. Bản tin cho biết, trước phiên tòa phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, bất ngờ có đơn xin nhận tội, xin nộp 18,8 tỷ bị cáo buộc lừa chạy án. Theo đó, vào ngày 23 tháng 12 năm 2023, luật sư của bị cáo Hoàng Văn Hưng cho biết, bị cáo Hưng vừa có đơn gửi tòa án xin nhận tội, đồng thời đã tác động nhờ người thân, bạn bè nộp thai 18,8 tỷ đồng để nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, bị cáo Hoàng Văn Hưng cũng có đơn xin được xét xử vắng mặt. Theo giới quan sát, đây là diễn biến bất ngờ. Điều đó cũng có nghĩa là các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận có lợi ích cho bị cáo Hoàng Văn Hưng và để cứu vãn danh dự, uy tín cho cơ quan tư pháp và ngành công an. Vào thời điểm trước ngày Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xét đơn kháng cáo của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và 20 bị cáo khác trong vụ chuyến bay giải cứu sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Và đây là hình phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, người nhiều lần tham gia bào chữa cho các vụ án xử những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Trước đây, đã đánh giá trường hợp bị cáo Hoàng Văn Hưng là một thách thức thú vị đối với hoạt động pháp đình Việt Nam giai đoạn hiện nay. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, với niềm tin nội tâm, tôi khó nghĩ rằng ông Hoàng Văn Hưng vô tội. Thế nhưng, pháp đình không thể xét xử buộc tội một người với niềm tin nội tâm mà phải bằng chứng cứ rõ ràng, xác đáng, được thu thập hợp pháp. Nếu phải suy đoán, thì chỉ là một sự suy đoán được luật pháp chấp nhận là suy đoán vô tội. Xin nhắc lại, theo giới chuyên gia nhận định cho rằng, quan niệm chung của luật pháp thế giới tha để lọt tội phạm còn hơn bắt nhầm bắt hoang. Cần phải có chứng cứ rõ ràng mới được phép kết tội. Nhưng ở Việt Nam thì làm ngược lại, tức là họ sẵn sàng bắt lầm hơn bỏ sót và trọng cung hơn trọng chứng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình. Vì sao cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội, nộp lại 18,8 tỷ lừa chạy án? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mọi thành bại đều do công tác cán bộ Tổng trọng đã phạm những sai lầm nghiêm trọng gì? Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế, ngày 19 tháng 12 đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam với tội danh nhận hối lộ trong vụ án công ty xuyên Việt Oi. Như vậy, ông Minh bị bắt, đồng vụ với cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ. Vậy là chỉ sau một năm ngồi ghế nóng, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Duy Minh đã đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm là cựu giám đốc sở tài chính Đào Thị Hương Lan. Bà Lan đang bị truy nã trong vụ bán đất vàng liên quan đại gia Dương Thị Bạch Diệp. Liên tiếp, hai đời giám đốc sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh đều có kết cục rơi vào vòng lao lý do tham nhũng. Cựu giám đốc Đào Thị Hương Lan may mắn hơn. Bà này đã bỏ trốn từ tháng Giêng năm 2019. Bà bị truy nã Song đến nay, bộ công an vẫn chưa lần tra được dấu vết của bà. Và đây là hình Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hồ Hải, mọi việc thành bại trước hết đều do cán bộ. Một loạt cán bộ lãnh đạo thành phố này cũng bị đi tù vì sở tài chính. Vụ việc bắt đầu vào năm 2011 khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao khu đất vàng ở số 8 12 Lê Duẩn cho công ty cổ phần đầu tư Lavino do bà Lê Thị Thanh Thúy làm chủ tịch. Quyết định giao đất này do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài ký với sự tham mưu của bà Đào Thị Hương Lan và bà Nguyễn Thị Thu Thủy. Bà Thủy là cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên quản lý kinh doanh nhà tại thành phố Hồ Chí Minh, là một doanh nghiệp nhà nước. Vụ việc này được cho là đã gây thiệt hại lên đến 2.000 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, các ông Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Thành Râm bị khởi tố bắt giam. Chưa hết, bà Đào Thị Hương Lan còn cùng với ông Trần Nam Trang, phó giám đốc sở tham mưu bậy cho một phó chủ tịch khác của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là ông Nguyễn Hữu Tính. Theo lời tham mưu này, ông tính đã ký giao nhà đất số 15 thi sách cho phan văn anh vũ tức vũ nhâm kết quả ông nguyễn hữu tính và ông trần nam trang bị bắt còn bà đào thị hương lan đã nhanh chân dọt lẹ liệt kê những điều vừa kể để chúng ta cùng thấy sở tài chính thành phố hồ chí minh là một ổ tham nhũng chuyên tham ô móc ngoặc để rút ruột ngân sách một cách có hệ thống Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 19 tháng 12 đưa tin, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải: Mọi việc thành bại trước hết đều do cán bộ. Bản tin cho biết, ngày 19 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh tổ chức hội nghị lần thứ 15 mở rộng. Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy đã dự và phát biểu chỉ đạo. Theo đó, ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh lại lời Bác Hồ dặn mọi việc thành bại trước hết đều do cán bộ và đây là hình tổng bí thư nguyễn phú trọng và trợ lý hồ mẫu ngoạt trong một phiên họp bộ chính trị nhận xét về phát biểu của ông nguyễn hồ hải công luận cho rằng bối cảnh việt nam hiện nay tình trạng tham nhũng chưa bao giờ có được như hôm nay từ chỗ cấp thấp thì ăn nhỏ cấp cao ăn lớn đến nay đã tiến tới tình trạng thấp ăn lớn cao ăn lớn hơn, nhưng cũng không thai nhỏ. Đúng như lời của cụ phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan than thở về tình trạng, cán bộ ăn không chừa cái gì của dân. Đó là lý do vì sao công cuộc chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại rơi vào nghịch cảnh, càng chống, tham nhũng càng tăng. Khởi tố bắt giam mãi vẫn không hết, bắt đến gần hết lãnh đạo, nhưng các đồng chí chưa bị lộ vẫn không sợ, vẫn chán tiếp và còn ăn đến hết vẫn không thôi. Để đi đến tình trạng bi đát như vậy, công tác cán bộ chắc chắn là một phần của câu trả lời, nhưng đây mới là điều cần chứ chưa phải là điều kiện đủ. Công luận luôn hoài nghi, vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định về tầm quan trọng về công tác nhân sự lãnh đạo. Không ít lần ông Trọng khẳng định kiên quyết không để lọt vào ban chấp hành Trung ương những người không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, những phần tử tha hóa, cơ hội, nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy. Trong vụ án xuyên Việt Oi được biết, cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị bắt vì tội nhận hối lộ từ công ty này, thời còn là tổng giám đốc Việt tin Bang. Vậy tại sao công tác nhân sự của tiểu ban nhân sự đại hội 13 không phát hiện ra? Và đây là hình cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ. Quan trọng hơn, trường hợp của ông Lê Đức Thọ không phải là trường hợp cá biệt mà còn rất nhiều. Có thể nói, đến hơn 70% các nhân sự cấp cao là chưa bị lộ, thậm chí nhiều đồng chí đã bị lộ, nhưng vì tiền người ta vẫn cứ chọn, nếu có bị lộ thì sẽ ứng phó sau. Đại hội đảng khóa 12 có các ủy viên bộ chính trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải. Còn ở đại hội 13 có các nhân sự như Trần Tuấn Anh, Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng, Bí thư Hà Nội, thậm chí cả Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, vân vân. Đó là lý do vì sao lại có chủ trương của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm mọi cách để giảm nhẹ tội cho các quan chức phạm tội. Cũng bởi lý do công tác nhân sự của Tổng Bí thư có vấn đề, khiến số ủy viên Trung ương Đảng kể cả ủy viên bộ chính trị cũng rụng hàng loạt do tham nhũng. Số lượng các ủy viên trung ương, lãnh đạo các cấp, lũ lượt vào tù mấy năm gần đây, lớn cả về số lượng lẫn quy mô và chức tước. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do ông Nguyễn Phú Trọng chọn lựa là rất có vấn đề. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin mọi thành bại đều do công tác cán bộ tổng trọng đã phạm những sai lầm nghiêm trọng gì